ngày em đi, anh vẫn không thể hiểu được tại vì sao hai chúng ta mất nhau. Là vì anh sai, anh không quan tâm em mỗi ngày, hay vì em đã hết yêu anh người ơi? Rồi ngày hôm nay anh vẫn một mình nơi này, nghĩ về em như lúc ta bên nhau. Tại sao con tim anh vẫn bồi hồi đến vậy, hay vì anh vẫn không quên được em? Phải làm sao đây em, khi tình mình đã chết, khi lòng người chỉ còn bao đớn đau? Phải làm sao đây em, để lòng không trái vơi? Phải làm sao để anh hết yêu em bây giờ? Phải làm sao để anh hết yêu em bây giờ? Bây giờ.